chào quý vị và bà con. Hiện nay thì không khí lạnh bắt đầu suy yếu nhưng vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết ở nước ta. Đêm nay và ngày mai, các tỉnh miền Bắc và miền Trung chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định. Miền Bắc thì còn có rét và mưa nhỏ, miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào rải rác, gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3, ở vùng ven biển mạnh cấp 3, cấp 4. Trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc Biển Đông, lưỡi áp cao lạnh lục địa đang trong quá trình suy yếu, gây ra trường gió đông bắc có cường độ trung bình trên những khu vực này. Trên hệ thống ảnh mây vệ tinh cho thấy, những dải mây do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh là dạng mây màn mỏng, do vậy có khả năng gây mưa rất cao. Trên toàn khu vực Biển Đông thì thời tiết và sóng gió đều ở trong trạng thái ổn định, thuận lợi cho tàu thuyền đánh bắt và di chuyển trên biển. Xu hướng trong ngày mai thì bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía Đông, kết hợp với ảnh hưởng của dòng xiết gió Tây trên cao nên thời tiết không có sự thay đổi gì nhiều. Khoảng chiều ngày và đêm ngày 1 tháng 12, không khí lạnh sẽ được tăng cường trở lại và còn được tăng cường mạnh thêm vào chiều tối và đêm ngày 3. Vùng biển phía Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên và với hoạt động của trường gió Đông Bắc đến Đông chủ yếu có cường độ trung bình. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ thì không khí lạnh hoạt động đang trong quá trình suy yếu. Ngày hôm nay thì trên khu vực Vịnh Bắc Bộ dạng mây màn hoạt động nên đem lại thời tiết mưa vài nơi, có sương mù rải rác vào thời điểm sáng sớm, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc hoạt động mạnh cấp 4, cấp 5, tình trạng biển bình thường. Bà con ngư dân có thể khai thác và đánh bắt an toàn trên biển. Vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ, trên khu vực vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ thời tiết cũng khá ổn định, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, thuận lợi cho các phương tiện tàu thuyền hoạt động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Khu vực vùng biển miền Trung thời tiết ổn định, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, biển bình thường. Trong thời gian này thì trên toàn vùng biển miền Trung đều có chế độ nhiệt ẩm và thời tiết ổn định, biển ấm nên thu hút sự di chuyển và hoạt động của đàn cá như cá trích, cá bò. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận bao gồm đảo Phú Quý. Vùng biển Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, biển bình thường, thuận lợi cho các hoạt động khai thác, đánh bắt cũng như du lịch trên biển. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau bao gồm Côn Đảo. Trên khu vực vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, ngày hôm nay thời tiết chuyển sang giai đoạn ổn định hơn, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông mạnh cấp 4, cấp 5, tàu thuyền có thể khai thác và đánh bắt bình thường. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu. Ngày hôm nay thì trên khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, mây dông vẫn hoạt động và gây mưa, diễn mưa dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông mạnh cấp 3, cấp 4. Vùng biển Vịnh Thái Lan, vùng hội tụ gió với hoàn lưu mây rộng vẫn đang trong giai đoạn gây ảnh hưởng xấu cho toàn khu vực Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông mạnh cấp 3, cấp 4. Mặc dù sóng gió ở mức trung bình, nhưng thời tiết mưa dông không thuận lợi cho các phương tiện tàu thuyền ra khơi và đánh bắt trên biển. Khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, đối với các vùng biển đánh bắt xa bờ, giai đoạn từ 1 đến 2 ngày này, gió đông bắc đang giai đoạn suy yếu nên sóng gió đều ở mức trung bình, thuận lợi cho tàu thuyền ra khơi và đánh bắt dài ngày. Ở khu vực phía Bắc Biển Đông thì có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam mạnh cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, trên khu vực giữa Biển Đông cũng chỉ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông mạnh cấp 4, cấp 5, tình trạng biển bình thường. Mực đại dương cho sản lượng rải rác ở vùng biển giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngoài ra thì việc đánh bắt cá ngừ đại dương trong giai đoạn này cũng rất thuận lợi. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Song Tử Tây. Vùng biển phía Nam Biển Đông đã có dấu hiệu giảm mưa hơn. Hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc hoạt động mạnh cấp 4, cấp 5. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển ngày hôm nay. Chúc bà con có những chuyến ra khơi an toàn và hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại!